Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một chương trình với Python. Mà chương trình này rất là có tính thực tế cao, ta ứng dụng nó rất nhiều, gọi là chúng ta dùng để download các cái ảnh ở trên trang web chẳng hạn, đúng không? Thì đầu tiên đây là cái chương trình này tôi lại dùng Python 3.4 nhé. Và cái tôi đã nói về cái cách chúng ta chuyển qua chuyển lại giữa các cái version của Python rồi, chúng ta chỉ việc rename nó đi thôi. Và bây giờ tôi nói này, đây là đầu tiên chúng ta import cái random. Sau import là urlib.request. Và ta định nghĩa một cái function là đặt tên là download web image và chúng lấy vào một cái tham số là url. Name thì bằng, tức là chúng ta sẽ phát sinh một con số ngẫu nhiên từ 1 đến 1.000. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm một cái đuôi, nó là chấm jpg chẳng hạn. Rồi ta dùng cái lệnh này, gọi là url retrieve, và ta đưa vào cái url là cái địa chỉ của cái ảnh ở trên mạng, và ta đưa vào cái name là cái full name, là cái mà ta vừa tạo ra cái tên đó. Và bây giờ ta dùng nó thì ta thử download một cái địa chỉ nào đó ở trên mạng nhé. Và tôi xóa cái này đi, và tôi sẽ lấy một cái địa chỉ nào đó ở trên mạng, ví dụ này. Chúng ta lấy xem cái ảnh này rất đẹp phải không? Và chúng ta sao chép URL hình ảnh này. Và sau đó thì chúng ta quay vào đây. Paste, phang phang, paste. Được chưa ạ? Công tuần S và công tuần B. Công tuần B này 0,9 giây, rất nhanh. Và bây giờ tôi thử ra tôi xem. Thì đây này, lúc trước tôi đã ra một cái này, và bây giờ tôi ra cái số 49 này, cái mới mới sinh ra. Và tôi open containing folder, và chúng ta ấn vào 49 này. Frank, đẹp không? Đẹp không ạ? Rất đẹp và rất nhanh phải không? Như vậy là tôi đã làm xong cái video về download các hình ảnh phải không? Với Python. Rất là tuyệt vời, làm việc với Python các bạn thấy như nào ạ? Rất là dễ, rất thoải mái phải không? Và tôi dùng cái trình soạn thảo là Sublime Text. Ok.